Rồi, hello các bạn. Thì hôm nay Đức vẫn chia sẻ thôi, chứ cũng không phải là hướng dẫn gì. Đức ở đây, trước đây Đức làm ô tô mới cũng được hơn 14, 15 năm gì đó. Thì Đức cũng nghiên cứu khá nhiều về cái hộp số tự động này. Đây là chiếc Orlando nha. Thì Đức cũng coi trên mạng rất nhiều anh em chia sẻ về cái cách chạy số tự động chẳng hạn, rồi cái gì nên hoặc là không nên. Nhưng mà Đức thấy rõ ràng á thì có những thứ nó không cần thiết, và chúng ta đang cố giống như là câu view và nó quá lên để mà thấy cho nó ghê gớm đó. Thì Đức, nhà Đức cũng có chiếc xe Đức chạy hơn mười mấy năm số tự động, thì Đức thấy nó cũng hoàn toàn bình thường thôi. Và những thứ mà trên YouTube hoặc là trên internet chia sẻ thì không phải là nó sai, nhưng mà nó làm hơi quá. Đó, thì đối với những dòng Orlando này đi thì hầu như cơ bản giống nhau, đều có lùi, reserve lùi ha, rồi mo d và cộng trừ. Thì một số bạn thắc mắc á là khi đi và dừng lại mình nên để p, có nên kéo thắng tay hay không, đúng không? Thì theo Đức nha, theo kinh nghiệm của Đức chạy, đối với những đoạn đường bằng nè, như Đức đang để ở bãi xe, thì chẳng bao giờ Đức kéo thắng tay. Và cũng chẳng có ai mà tung từ phía sau lên, mà tung từ phía sau lên thì hứa nó cũng banh nè. Và nếu nó như vậy đi, thì sao mình không có để mo, rồi mình kéo thắng tay lên, thì có tung thì cái xe cũng chạy về phía trước là cùng thôi, chứ cũng chẳng hư hộp số. Hay là hư cái khóa hộp số chẳng hạn như vậy. Đó, thì Đức thấy nó hơi quá. Nhưng mà theo Đức thì theo kinh nghiệm của Đức chạy thôi nha. Đó, theo kinh nghiệm Đức chạy thì mấy bạn cứ để parking bình thường, nó đã tự bấm khóa cho mình rồi, và nhà thiết kế nó cũng đã làm như vậy rồi, và ở thế giới người ta cũng xài như vậy rồi. Chỉ có ở Việt Nam mình là nghiên cứu lố quá rồi làm nó lố lên thôi. Còn Đức thấy ở nước ngoài, hay là kể cả Đức hơn mười mấy năm năm Đức làm xe, thì Đức vẫn để p và chẳng cần phải kéo thắng tay. Kéo thắng tay để là gì? Khi mà chúng ta dừng ở những cái khoảng dốc, đường có độ nghiêng, thì chúng ta để an toàn hơn, chúng ta nên kéo thắng tay để cho nó lóc bốn bánh lại. Đó là chính xác. Còn khi mà dừng ở bãi xe hay là ở nhà không có độ dốc quá cao thì chỉ cần để parking thôi. Vì khi để parking á thì chúng ta sẽ giúp ích rất là nhiều thứ. Đối với sau này là 4 thắng đĩa rồi thì nó ok đi. Còn khi mà thắng sau đùm, hộp số tự động mà trước đĩa sau đùm, mà mấy bạn đi trời mưa hay đi rửa xe về mà cố kéo thắng tay lên cho nó cố, thì chắc chắn nó sẽ trường hợp xảy ra là dễ bị bó cứng phanh phía sau rất nhiều. Đó là lúc đó chúng ta là phải cực, phải gài số dê hoặc số tới để chúng ta giật cho nó khỏi, cho nó mở cái má phanh ra, tại má phanh nó sẽ bị nở. Thì thật sự là không cần thiết. Đó, thì nó có những cái trường hợp như vậy. Còn thứ hai là khi dừng đèn xanh đèn đỏ, thì Đức thấy một số bạn cũng rất là siêng, ví dụ như là gạt D chẳng hạn, xong rồi bỏ lên N, xong rồi tiếp tục như chạy xuống sàn vậy các bạn. Đó là cái thói quen thôi nha, rồi lại tiếp tục xuống D, trong khi đèn xanh đèn đỏ chỉ có vài giây, vài chục giây là cùng. Đèn xanh đỏ ở Việt Nam có chỗ nào nhiều lắm, mình thấy 80 giây, 90 giây là kinh lắm rồi. Thì nếu để an toàn hơn thôi parking luôn cũng được, chứ để mo mà quên dặm thắng thì xe nó vẫn bị trôi là chuyện bình thường nha, đúng không? Và cái thao tác chúng ta cứ gạt lên gạt xuống như vậy hoài thì suốt riết là cái cần số của chúng ta nó cũng sẽ lỏng ra hơn, chưa chắc là đã tốt hơn đâu nha mấy bạn. Còn cái hộp số, một số bạn thắc mắc là cái hộp số này để làm gì, cộng trừ, thì mấy bạn sẽ vô đây sẽ thấy số 1, nhất số 2, số 3. Một số thì có thể là lẫy số vô lăng, thì công năng của chức năng của nó cũng giống nhau thôi. Thứ nhất là giúp chúng ta có thể là thể thao hơn, cảm giác thể thao hơn khi ra đường cao tốc. Chúng ta có thể gài qua số 1, số 2, chúng ta đạp ù lên qua số 3, số 4, số 5, số 6. Đối với những hộp số là 6 cấp, còn 7 cấp cũng vậy. Hay 8 cấp cũng như nhau ha. Cái trường hợp thứ hai nó rất là hữu ích là khi mấy bạn xuống đèo, đặc biệt là xuống đèo mà chúng ta có thể là dùng
dùng cái khóa, cái gọi là cái thắng động cơ. Thắng động cơ đi, chúng ta có thể để là số 1, số 2 để chúng ta duy trì cái tốc độ và không cần phải đạp phanh liên tục. Nhưng tất nhiên là chạy nó cũng không có sướng ít gì đâu, tại vì cái đoạn đèo Việt Nam thì cũng vòng cua rất là nhiều, và nếu mình cũng hạn chế xài. Thực ra xài cái này nó rất là an toàn, nhưng mà mình cũng hạn chế, rất ít xài. Chứ những cái đoạn đèo nào nó quá dốc, dốc quá nhiều, cái độ dốc nó quá cao thì mình có thể bật qua chế độ bán tự động để mình chạy, để cảm giác nó an toàn hơn. Còn thực tế ra, đó, Đức đã chia sẻ một lần nữa, sau mười mấy năm Đức sử dụng xe thì để bắc kinh bình thường ở những cái đoạn đường này, bình thường, không có gì mà ghê gớm lắm nha. Và có xe hùng đích phía sau, mình cũng chưa thấy cái trường hợp nào mà bị banh cái móc khóa hộp số hết trơn, rất ít. Tại khi nó đã bấm rồi thì khi mà tung đùng vô một cái thì xe nó sẽ lết ở trước rồi. Còn nếu mà như chia sẻ của mấy bạn ở trên YouTube, một số chuyên gia đi, thì nói chung chuyên gia đi, thì nếu tốt nhất theo Đức nghĩ chúng ta nên để N và kéo thắng tay ha. Thì khi mà có xe tung cái đùng vô phía sau thì cái xe nó cũng lăn bình thường thôi. Nhưng mà trường hợp này hy hữu và cực hiếm ha. Theo Đức là như vậy. Cái đó là Đức chia sẻ theo kinh nghiệm Đức chạy xe hơn mười mấy năm của Đức. Đó, Đức thấy cái hộp số tự động nó chỉ đơn giản nhàn rỗi hơn ở cái số sàn, ở cái một số thứ như là không cần phải dùng gì cái Amaya, không xài chân côn, một chân mình sẽ thoải mái hơn, đi nhàn rỗi hơn trong thành phố. Và những xe nào có hộp số cộng trừ bán tự động như thế này thì cũng sẽ giúp chúng ta có những trải nghiệm tốt hơn khi ra đường trường hay là đi đổ đèo, cũng giúp an toàn hơn. Đó là một số cái chia sẻ của Đức. Sẵn tiện Đức cũng bán luôn chiếc xe này luôn nha. Orlando, đăng ký lần đầu tháng 7/2018 ha. Xe cũng khá nguyên bản và giá chỉ có 420 triệu cho một chiếc 7 chỗ, cửa sổ trời, đèn pha tự động luôn nha. Rồi túi 4 túi khí, ghế da đinh theo xe, điều hòa tự động. Và xe còn nguyên bản, có cân bằng điện tử ha. Giọng Đức nó vẫn còn đang bị đau họng cho nên nó cũng chưa có hết, hơi khó nghe chút xíu. Đây là một vài cái chia sẻ của Đức thôi nha. Cái Đức nói rõ ràng đây là cái chia sẻ của Đức thôi. Trong suốt quá trình Đức sử dụng cái xe thôi, chứ không có ý gì để mà nói đá xéo các bạn khác. Rồi Đức xin cảm ơn, chúc mọi người sức khỏe và cảm ơn mọi người là lúc nào cũng đã ủng hộ Đức, đặc biệt là tất cả các khách hàng cũ và mới của Đức ha. Rồi, Đức cảm ơn, Đức xin kết thúc video ở đây ha. Chúc mọi người sức khỏe.